Trong năm 2019 sẽ có 1.000 người nghiện được sử dụng thuốc Buprenorphine để giảm hội chứng cai tại 7 tỉnh trên cả nước. Thông tin này được đưa ra tại sự kiện khởi động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Buprenorphine do Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức sáng nay tại Điện Biên. Đây là một trong 10 người đầu tiên của tỉnh Điện Biên được sử dụng thuốc Buprenorphine. 16 năm nghiện thuốc phiện và ma túy, từng cai nhiều lần nhưng không thành công. Sau một thời gian sử dụng Buprenorphine, anh đã có những thay đổi tích cực. Tôi thấy ngậm tác dụng của thuốc rất là đảm bảo về tinh thần hay là sức khỏe, là nó không có vật vã như những cái loại thuốc trước chúng tôi cai. Đấy, thuốc này ngày đầu tiên hơi mệt, nhưng ngày thứ hai, thứ ba là bắt đầu trở lại bình thường. Đến giờ tôi cảm thấy là sức khỏe tăng. Ăn uống, ăn được, ngủ được, nói chung là thuốc này rất tốt. Tôi sử dụng cái thuốc mới này thì được 6 ngày rồi. Trong thời gian sử dụng thì 6 ngày rất thoải mái, dễ chịu. Và trong khi dùng cái loại thuốc mới thì không phải dùng đến thuốc phiện và heroin nữa. Đại diện Bộ Y tế cho biết, hầu hết những người đầu tiên được sử dụng Buprenorphine đều có tiền sử nghiện hơn chục năm. Thuốc Buprenorphine đã được sử dụng thí điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012 và cho kết quả tốt với những người đang sử dụng các chất dạng thuốc phiện. Những người nghiện sau khi sử dụng đã giảm lệ thuộc vào các chất ma túy và phòng được các bệnh lây truyền qua đường máu như HIV, viêm gan B, đặc biệt là đối với những người đang điều trị, đồng thời cai nghiện và ARV. Đây là cái thuốc mà chúng ta không phải là thuốc thay thế điều trị methadone, mà đây là một cái thuốc bổ sung. Một cái lựa chọn mới cho những bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện, người ta có thể điều trị methadone hoặc là điều trị Buprenorphine. Với thuốc mới này thì bệnh nhân 3 ngày mới phải uống một lần. Và như vậy đây là cái thuốc rất là thuận tiện cho các bệnh nhân mà đi lại khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cái ưu điểm thứ hai là không có tương tác thuốc với thuốc điều trị ARV. Và như vậy là những bệnh nhân mà bị nhiễm HIV/AIDS nhưng mà đồng thời dùng với thuốc này thì không có cái tác dụng tương tác và không làm tăng liều các loại thuốc điều trị. Hiện cả nước có khoảng 225.000 người nghiện, trong đó mới có 54.000 người được điều trị cai nghiện bằng methadone. Dự kiến trong năm 2019, Bộ Y tế sẽ triển khai điều trị bằng Buprenorphine tại 7 tỉnh, ưu tiên các tỉnh miền núi và những địa phương có tỷ lệ nghiện cao, với số người được sử dụng là 1.000 người, và đến năm 2020 là 2.500 người.